Tháng 9 này, một sự kiện lớn dành cho sinh viên cả nước, cùng tổng giá trị giải thưởng lên tới 400 triệu đồng. Star Wars năm 2023, sân chơi trao đổi học tập ngoại ngữ cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước, dưới sự tài trợ của tập đoàn Luma CLV và nhãn hàng Simply đã chính thức quay trở lại năm 2023 với mục đích tạo môi trường giúp các bạn sinh viên rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng xã hội và tăng cường sự hiểu biết của sinh viên trong ứng xử với các vấn đề phát sinh trên không gian mạng. Cuộc thi Star Wars năm 2023 được tổ chức tại thủ đô Hà Nội với chủ đề Tuổi trẻ Việt Nam và không gian mạng do Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đăng cai tổ chức. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 1 tháng 12 năm 2023 với 4 vòng thi. Tại vòng thi trắc nghiệm trực tuyến diễn ra từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 2023, các thí sinh truy cập website starwars.vn để đăng ký dự thi. Tiếp theo, các thí sinh trả lời 40 câu hỏi trong vòng 40 phút liên quan đến chủ đề của ban tổ chức đã công bố. Điểm của các thí sinh sẽ được ghi nhận để trao giải thưởng top 3 thí sinh có kết quả dự thi cao nhất hàng tuần mỗi cụm. Kết thúc vòng thi trực tuyến, 50 thí sinh có kết quả thi cao nhất sẽ tham gia vòng thi bán kết cụm diễn ra từ ngày 13 tháng 10 đến 18 tháng 10 năm 2023 tại 6 cụm thi trên cả nước bao gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Cần Thơ. Tại vòng thi bán kết, các thí sinh trải qua 2 phần thi, trắc nghiệm trực tuyến và phỏng vấn. Kết thúc vòng thi, 18 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ tham gia vòng thi chung kết cụm ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2023 với các phần thi khởi động, tăng tốc và về đích để chọn ra đội thi xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết toàn quốc diễn ra ngày 1 tháng 12 năm 2023 tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại đây, 6 đội thi xuất sắc nhất của các cụm thi trên cả nước sẽ cùng tham gia tranh tài trong 2 phần thi. Phần thi chinh phục, các đội thi trả lời các câu hỏi từ ban tổ chức chuẩn bị theo ma trận hình vuông, gồm 20 câu hỏi tăng dần các mức độ từ dễ đến khó. Và phần thi bản lĩnh, các đội thi bốc thăm chọn cặp thi đấu cùng tranh biện về một chủ đề mà ban tổ chức đã đưa ra. Kết thúc 2 phần thi, đội nào có điểm số cao nhất sẽ trở thành quán quân của Star Wars năm 2023 với tổng giá trị giải thưởng lên tới 40 triệu đồng cùng nhiều phần quà hấp dẫn đến từ nhà tài trợ Luma CLV. Để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi, vui lòng truy cập website starwars.vn hoặc fanpage Star Wars trên mạng xã hội Facebook để cập nhật các hoạt động của cuộc thi và đăng ký tham gia để nhận những phần quà hấp dẫn. Tập đoàn Luma CLV, nhãn hàng dầu ăn Simply, hân hạnh đồng hành cùng cuộc thi.